Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 24 tháng 3 năm 2016, thứ năm tuần thánh, thánh lễ tiệc ly. Bài đọc hôm nay có tên là Phải rửa chân cho nhau. Lời Chúa trong sách Gioan chương 13 câu 1 đến 15. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Judas, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người, người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: "Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người, nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa. Điều đó phải lắm, vì quả thật, thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em." Lời suy niệm. Người biết mình sắp qua đời thường để lại di chúc cho con cái. Di chúc nói lên ước nguyện, lời nhắn nhủ hay lệnh truyền của người sắp ra đi. Có thể nói thầy Giêsu khi biết cuộc khổ nạn gần đến cũng đã để lại một di chúc kép cho các môn đệ dấu yêu. Ngài đã rửa chân cho các môn đệ và nhất là Ngài đã lập bí tích thánh thể. Thứ năm tuần thánh là ngày chúng ta đặc biệt nhớ đến di chúc ấy. Sống di chúc của Chúa Giêsu là cách biểu lộ tình yêu đối với Ngài. Có nhiều điểm giống nhau nơi việc rửa chân và lập bí tích thánh thể. Cả hai đều là những cử chỉ thầy Giêsu làm lúc cận kề cái chết. Cả hai đều được làm trong bầu khí một bữa ăn tối gần lễ vượt qua. Vào lúc cuối đời, sau bao năm tận tụy với sứ mạng phục vụ, thầy Giêsu muốn gói ghém trong hai cử chỉ đơn giản ấy lễ hiến dâng đời mình. Cả hai đều tượng trưng cho cái chết tự hạ trên thập giá. Rửa chân đòi thầy phải cúi xuống rất sâu, phải trở thành tôi tớ phục vụ. Rửa chân là điều mà tôi tớ không hẳn phải làm cho chủ, thì bây giờ thầy làm cho trò. Cái chết trên thập giá là sự phục vụ cao nhất được diễn tả qua việc rửa chân. Bí tích thánh thể còn diễn tả cách tuyệt vời hơn cái chết hy sinh ấy. Trong bí tích này, tấm bánh trở nên mình thầy bị bẻ ra và trao đi. Rượu trở nên máu thầy, máu sẽ bị đổ ra cho muôn người trên thế giới. Trong cả hai biến cố rửa chân và bí tích thánh thể, thầy Giêsu đều mời các môn đệ tham dự cách tích cực. Tham dự vào cái chết của thầy bằng cách để cho thầy rửa chân, hay tham dự bằng cách ăn uống mình và máu ngài.
Hai biến cố trên không phải là chuyện chỉ xảy ra một lần bởi thầy Giê-xu. Thầy mời các môn đệ cũng làm như thầy và lặp đi lặp lại những cử chỉ đó. Anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Cúi xuống phục vụ tha nhân và lãnh nhận bí tích thánh thể sẽ giúp chúng ta tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Muốn ở lại trong tình thương của Thầy Giê-xu, cần giữ lệnh Thầy truyền. Mà đây là lệnh truyền của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Hơn nữa, Thầy Giê-xu còn cho ta một cách khác để ở lại trong Thầy. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Thứ năm tuần thánh là ngày lễ của tình yêu theo đúng nghĩa nhất. Yêu là cúi xuống phục vụ. Yêu là bẻ đời mình cho tha nhân như Thầy Giê-xu. Ước gì chúng ta được ở lại trong tình yêu của Giê-xu nhờ biết yêu. Lời cầu nguyện. Lạy Thầy Giê-xu, khi Thầy rửa chân cho các môn đệ, chúng con hiểu rằng Thầy đã làm một cuộc cách mạng lớn. Thầy dạy chúng con một bài học rất ấn tượng. Khi Thầy bưng chậu nước, bất ngờ đến với các môn đệ trong bữa ăn. Khi Thầy cúi xuống, dùng bàn tay của mình để rửa chân rồi lau chân cho họ. Chắc Thầy đã nhìn thật sâu vào mắt của từng môn đệ và gọi tên từng người. Giây phút được rửa chân là giây phút ngỡ ngàng và linh thánh. Lạy Thầy Giê-xu, thế giới chúng con đang sống rất thấm bài học của Thầy. Chúng con vẫn sâu xé nhau chỉ vì chức tước và những đặc quyền đặc lợi. Ai cũng sợ phải xóa mình, quên mình. Ai cũng muốn vun vén cho cái tôi bất chấp lương tri và lẽ phải. Khi nhìn Thầy rửa chân, chúng con hiểu mình phải thay đổi cách cư xử. Không phải là ban bố như một ân nhân, nhưng khiêm hạ như một tôi tớ. Từ khi Thầy cúi xuống rửa chân cho anh Giuđa, kẻ sắp nộp Thầy, chúng con thấy chẳng ai là không xứng đáng cho chúng con phục vụ. Lạy Thầy Giê-xu, Thầy để lại cho chúng con một di chúc bằng hành động. Thầy đã nêu gương cho chúng con noi theo, để rửa chân chẳng còn là chuyện nhục nhã, nhưng là mối phúc. Xin cho chúng con thấy Thầy vẫn cúi xuống trên đời từng người chúng con, để nhờ đó chúng con có thể cúi xuống trên đời những ai khổ đau bất hạnh. Amen.